tốt nhất là họ chấp hành chính sách, chấp hành quy trình, chấp hành hành chính. Tôi thấy tôi linh hoạt cho khách. Bố phải làm đúng quy trình, có gì à? Có gì à? Tao linh hoạt cho khách để tao bị chửi à? Cho nên là cái điều này nó khó nhồi vào đầu người ta, là vì cái trạng thái an toàn của nhân viên nó nằm ở chỗ đó. Cho nên cái bộ phận lãnh đạo mà không đạt là thua. Được chưa? Thì đấy là chính vì lẽ đó, từ cái chú ý này nó đưa đến một cái trạng thái, đó là bộ phận lãnh đạo phải được rà soát rất kỹ. Rất kỹ và đạt các tiêu chuẩn sau đây. Chứ còn không á, là cái quá trình nhồi thế nào thì nhồi nó không làm. Vì cái thằng sếp ấy tủ ma tủ mùn, cuối cùng là độ linh hoạt không có. Thì cái chuẩn của cái thằng sếp mà hướng tới cái hạng nó phải đạt thế này này. Dấu cộng thứ nhất, liên tục giúp đỡ nhân viên để nó nâng cái nghiệp vụ nó lên, chứ còn nó lúng túng nó không làm được, nó không hầu khách được. Thứ hai là trao quyền cho nhân viên tự xử lý. Khi mà trao quyền cho nhân viên tự xử lý, có nghĩa là mày phải chấp nhận một cái sai lầm nào đó ở trong quy trình mà mày phải chịu trách nhiệm ở một mức độ chấp nhận được, được chưa? Thì nó mới hướng tới khách hàng được, còn không thì tự nó hướng tới mày. Thứ ba là cho phép họ làm theo cách của họ. Nhưng lãnh đạo là không làm được như đó, các bạn là tổng chỉ huy, các bạn đuổi đi. Nhưng chính các bạn lại là không làm được, thì mình đuổi mình đi, thế thôi. Và cách thứ tư đó là liên tục rà soát các thủ tục hành chính, các bạn phải làm được. Thì cái đảm bảo rằng nhân viên nó mới biến tầm nhìn thành hành vi được. Còn không á, nó không bao giờ nó làm. Vì liên quan tới nhu cầu 2 của mô hình Maslow, bố mới lấy an toàn đầu á. Ta sáng tạo, ta giải quyết cho cái con có bầu, là bây giờ thứ chỉ cứ lên trước em giải quyết cho. Thì nó khách nó dưới nó chửi. Thế là nó lên tài thằng xem chửi, tôi có bầu có xếp ấy. Thì bạn không vì khách đâu. Đấy rồi em, thấy chưa? Tiếp theo, đối xử với khách đúng cách. Tiếp theo, động tác cuối cùng, đối với lãnh đạo, thì chúng ta đòi hỏi cái thằng lãnh đạo như vậy. Nhưng mà đối với người lãnh đạo, các chị ạ, thì các chị thấy rằng là nó được đảo chiều ở trong nhân viên bằng hai cái tam giác như sau. Được chưa? Thì cái đảo chiều nó có cái tam giác hình số 1 và tam giác hình số 2. Các bạn ạ. Thế thì thưa các chị, cái thằng mà nhân viên ấy, các chị ạ, thì nó đứng ở đây và nó làm đầy tớ cho khách hàng đứng ở đây, một chùm khách hàng. Cho nên là để biến cái hành vi vì khách hàng thì thằng nhân viên phải làm đầy tớ cho khách hàng. Và quá trình đầy tớ nó có một chiều chạy lên thế này. Nhưng mà đấy là ở bên ngoài. Còn ở bên trong nội bộ nhân viên này, chúng ta đang biến cái hành vi, các chị ạ, đối nhân xử thế với khách, mà khách có ba loại mà.
thì khách bên ngoài là có khách đầu vào, khách đầu ra. Còn ở trong, bên trong của công ty, bên trong thì ở đây nó là thằng lãnh đạo đứng ở trên trống, thì mày phải làm đúng nghĩa vì khách hàng là nhân viên. Và hiện nay Đảng đang đẩy quá trình này quyết liệt, và mô hình tam giác này thành công rực rỡ ở Hàn Quốc. Nó lại không xuất phát từ Mỹ và Anh và Pháp. Người ta gọi đó là mô hình lãnh đạo phục vụ. Và Đảng đang biến thằng chủ tịch phải làm đầy tớ đúng nghĩa của người nông dân. Thì người nông dân nó sẽ biến toàn bộ hành vi của nó vì hàng hóa xuất khẩu cho đất nước này. Vậy thì mày làm lãnh đạo, mày làm đầy tớ cho nhân viên, bởi vì nó là khách của mày, nó là khách của mày. Còn khách hàng bên ngoài là khách hàng của nhân viên. Các bạn ạ, nếu các bạn không dám cái chuyện này thì cái quá trình mà doanh nghiệp hướng tới khách hàng sẽ không đạt. Các bạn ạ, cho nên là có một cái mục là đối xử với khách đúng cách, thì nó gồm có cái mảng hào nhoáng bên ngoài, và thứ hai là nhồi vào đầu nhân viên và một thói quen vì khách hàng. Thế là nhân viên nó làm, nhưng mà nó sẽ làm mãi mãi nếu lãnh đạo làm đầy tớ cho nó. Thì nó dạy em, các bạn ạ. Và số liệu thống kê tôi nói mãi, khi mày làm cho nhân viên, mày làm đầy tớ mà nó phấn khởi tăng 5%, thì lập tức nó kéo theo khách hàng phấn khởi là nó tăng 3%. Mà không cần làm một cái gì cả, nó hầu khách tăng 3%. Ở trong nội bộ và chị à, nó được phấn khởi rồi thì nó tăng 3%, thì lập tức nó kéo theo doanh thu tăng 0.05%, tăng có được nửa phần trăm doanh thu. Các bạn ạ, khó vô cùng. Và để tăng được nửa phần trăm doanh thu thì điểm khởi đầu là từ thằng lãnh đạo hướng tới khách hàng của mình, vì cậu ngồi trong phòng lạnh mà. Khách hàng của cậu là nhân viên. Từ đó nhân viên nói chị à, sau khi đã được nhận thức về tầm nhìn, được rèn giũa bởi văn hóa, cộng thêm sự hỗ trợ của thằng lãnh đạo, thì độ phấn khởi tăng ở phía khách hàng, thì doanh thu đã tăng. Cái đúng là suốt ngày nó đi giảm cái chuyên đề bùng nổ doanh số, bùng nổ cái mà bố ấy. Bố mày đã không có lửa thì bố mày bùng nổ cái mà trả. Nhưng mà nó mời tôi, thầy về thầy dạy cho em động lực bán hàng, và lính em nó bỏ hết bất động sản. Thằng lãnh đạo đầu đất thổi thì chó, nhưng mà thổi. Tôi lên tôi rủa cho lần sau khỏi mời tôi. Thì bà lãnh đạo cứ đỡ. Ở dưới nó cứ vỗ tay, 500 con người nó cứ vỗ tay vào hàng. Mày sẽ mời tao về, mày quá dài. Mà tôi nói theo kiểu tôi kiếm tiền tôi không nói được. Quê lính, cái gì à? Nó đến nó bảo tôi là thầy cố gắng phân biệt cho em, đã ngu của nhồi chứ không một được. Ở đây nói cái gì? Nó chuyển qua thằng Trọng 5 lần. Nó tưởng nó hay lắm. Trọng chuyển cho tôi đúng lúc nào. Thầy truyền tải cho em nội dung như sau. Là phải biến thằng cò thành chuyên viên tư vấn. Phải biến thằng môi giới thành chuyên viên tư vấn. Nó không hiểu thế nào là cò, và nó cũng không hiểu thế nào là môi giới broker. Mà nó lại bịa ra cái thuật ngữ chuyên viên tư vấn. Cái thằng môi giới ấy, nó là bố của thằng chuyên viên tư vấn. Khi chưa môi giới, broker nó quý lắm, nó trang trọng lắm. Cho nên nhiệm vụ là phải biến cò thành môi giới, chứ không phải biến môi giới thành chuyên viên tư vấn. Nó không hiểu gì cả, nó cứ bị vậy. Và đấy là phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh. Sau đó nó mới yêu cầu tôi, yêu cầu hai là mỗi nhân viên phải tự biến mình. Còn nó thì nó đứng ngoài, ta muốn làm gì ta làm. Phải biến thành một doanh nghiệp, và một nhân viên là một doanh nghiệp. Đấy, nó ngồi nó bịa đâu ra. Thế là cái gì à, tôi lên tôi bảo
tôi nhận được đơn đặt hàng gồm 4 nội dung sau đây. Hai nội dung đầu tiên tôi vừa nêu xong, tôi xin thưa với các bạn tôi không giảm được, và thứ hai tôi không giảm được vì quá ngu xuẩn khi tôi nhận được cái đề tài này. Mà tôi quất cái mồ hôi chảy bắn xuống mặt hết. Buổi chiều đang trong bảo quân, cái thằng tổng giám đốc nó chạy đâu thầy, làm sao dám ổn. Mày đặt giám đốc sàn bất động sản Việt Nam làm cái sàn bất động sản tổng bị tổng bại cứ bịa, cho nên là lỗ bay chứ nữa, nát bét chứ nữa. Thì các bạn làm dùng tôi, tôi nói rất nhẫn nại các chị ạ, nhưng các chị cứ làm một phần các chị ạ, và cái đội ngũ lãnh đạo bắt đầu từ thằng Phong và thằng Lực, mày không làm được cái này thì đời mày mà. Hôm nay thằng Phong làm tốt tốt, thằng Lực làm rất tốt, lại nghe cái con vợ mẹ ngồi đấy chửi nhân viên, thằng chồng làm con vợ phá, đúng hay sai? Bốn công ty mà tôi đang tư vấn, nhân viên nó chia làm hai phe, một phe của thằng chồng, một phe của vợ. Hai phe ngồi ăn với tôi biết từng danh sách từng đứa nào phe để làm, thế là nó ngồi đối diện gửi nhau, có mỗi thằng thầy ạ. Sợ vì con vợ là kế toán trưởng và thằng chồng là tổng giám đốc chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng mà con cầm tiền là nó cầm quyền các bạn ạ. Chính phủ bé hơn nhưng bà là quyết định nát bét công ty chết giờ. Thế nếu mà con kế toán trưởng và thằng chồng đều có thống nhất tôn chỉ này thì may lắm mày mới đạt được cái này các bạn ạ. Nó mới tạo ra kiến đề để thực hiện tầm nhìn cho tương lai các bạn ạ. Bé tí chưa đâu vào đâu cả, tầm nhìn lôi mắt ra 30 năm nữa chưa chắc, thế mà giảm tuyên ngôn nhà khoa quốc tế cái gì. Mày có định bỏ quốc tế như cái trường vừa rồi ngay sau bảng tên đổi ngay không hả? Có định đổi không á, hay là đợi đến lúc giờ mày đổi? Mày về mày đọc cái nghị định mới nhất của chính phủ, khi nào thì được mang tên quốc tế, đọc chưa? Đọc chưa? Thế về mày cứ leo chữ quốc tế này là gì? Thế là nó phải thích hình thức luôn. Mày đem mày làm dưới, mày để cái mức dưới cái mày đang có hiệu ứng tuyệt đối. Tôi nói thật các chị, cái mức uy tín của tôi bằng cái này. Nhưng lúc nào tôi dìm xuống, mấy thằng bảo để em làm thương hiệu, tôi đã bỏ bây giờ. Tôi phải chửi đến mức thế này, bố mày đéo có thương hiệu. Không phải thằng công không? Các chị à, vì cái dân Việt Nam mình, mày càng làm mày càng chết. Cái chất nhiễu xạ tự nhiên hướng nó cao hơn nhiều. Còn thương hiệu của tôi lên rất cao, bởi vì tôi tìm cách tự dìm tôi xuống. Khi tôi bỏ trên quốc tế thì tôi an toàn, nó tự tôi lấy đùa. Trường Doanh Nhân PR.